Đây, hôm nay có về luôn tới 80 bà con, 80 bãi dê nha, 80 bãi dê. À, bán lẻ là bao chảy ngon lành đó, lửa ngon lành tiền đó, bao chảy ngon lành là 5,5 triệu một con. Còn bà con mua không chạy lửa nợ tiền đó là 5 triệu một con. Đó là bán lẻ. Lửa nợ tiền đó bao chảy thì 5,5 triệu, còn không chảy là 5 triệu. Còn đó bà con là mua lô á, lô trên 20 con á, bà con mua lần 20 con á, được tính là 500 ngàn một ngựa. Tính 500 ngàn một ngựa, tức là nó khoảng 4 triệu một con nếu mua 20 con trở lên. Mua 20 con trở lên là 4 triệu một con, còn bà con mua lẻ là 5,5 triệu bao chạy, 5 triệu không chạy vậy thôi. Bà con là có nhu cầu luôn 0886356707 hết 80. Kỳ luôn. Bà con là có nhu cầu luôn nha, nhân mai ski luôn đó. Hết 80. Bán lẻ bao chạy một rưỡi con nào tính tiền con đó, 5,5 triệu con. Không chạy 5 triệu con, bán lô 20 con. 500 ngàn một ngựa là 20 con trở lên nha bà con. Vâng, 20 con trở lên. À, con là có nhu cầu alo 0886356707 nhân ma hết 80 bãi dê, 5,5 triệu con chạy ngon lành, 5 triệu chưa chạy, lượng nặng tiền đó không bao chạy, mua lô 20 con trở lên đó thì được 500 ngàn một ngựa thôi, mua 20 con tính tiền ngựa, mua lẻ thì con 5,5 triệu bao chạy. Rồi, bà con là có nhu cầu alo 0886356707. Alo 0886356707.